nhân trùng tìm mắt mồ cầu lòng lành. Hãy subscribe.
em vẫn còn không liền anh đâu tới hồi niên trái lương tài quê vó đến tìm người ngoan có rắc có rắc tung tung có rắc tung tung có rắc tung tung có rắc có rắc tung tung có rắc tung tung có rắc tung tung hội vật làng ta. Thank you.
thưa quý vị, múa lân là một phong tục dân gian đặc sắc, mang lại không khí tưng bừng náo nhiệt của nhân dân ta trong ngày lễ hội. Múa lân được xem là loại hình văn hóa văn nghệ dân gian với nhiều ý nghĩa tượng trưng nhất, đó là chúc phúc, thịnh vượng, thanh bình và may mắn. Vì vậy, múa lân không thể thiếu trong các ngày vui xuân đón Tết và các ngày lễ hội. Tiếp sau đội tứ linh đi dẹp đường khai quang là đội rước cờ Tổ quốc và cờ thần. Đây là hai lá cờ, một lá tượng trưng cho Tổ quốc, cho đất nước, biểu tượng sức sống và niềm tự hào của đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, không những ở trong nước mà còn trên trường quốc tế. Một lá cờ tượng trưng cho giá trị tâm linh, tín ngưỡng, hướng con người ta đến những siêu nhiên tốt đẹp cần được tôn thờ. Ngày sau đội rước cờ Tổ quốc và cờ thần là đội hồng kỳ do các cháu thiếu niên làng Tố Tháp dâng cao trên tay. Màu đỏ của hồng kỳ cho chúng ta liên tưởng đến dòng máu đang hừng hực chảy trong huyết quản, trong cơ thể của những người trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, sẵn sàng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ngày sau đội hồng kỳ là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Tư tưởng, phong cách, đạo đức của người luôn là mục tiêu và động lực cho chúng ta học tập và làm theo. Ngay sau đội rước ảnh Bác là đoàn cựu chiến binh. Tiếp theo là đến đội bàn lễ, đội chống quạt, đội dân hương sinh tiền, đội trèo thôn Tố Tháp, đội rước Long Đình, đội cờ hội, đội chống sinh tiền, đội đoàn lát biểu, ngựa song mã, đội đại nhạc, đội cờ hội, bàn lễ, đoàn pháp sư, đội trống khẩu kiểng, đội trảng mã, đội long ngai bát cống lọng vàng, đội chủ tế, quan viên, các cụ ông cao niên, đội cờ hội, đội chấp kích, đội trống chiêng hậu, đội trống quạt thôn Đông Khê, bàn lễ, đội dương hương thôn Đạo Tú, đội sinh tiền thôn Đông Khê, đội chống khẩu kiểng, đội bảo kiếm, đội kiệu rước nước quạt, đội dân hương thôn Đạo Tú, đội dân hương thôn Đông Khê, các đội chống và dân hương khác, cùng đoàn các câu lạc bộ, đoàn thể và nhân dân thôn tham gia lễ rước. Oh,
Đoàn rước đi từ đỉnh Tú Tháp lên đê bốn đến bến hồ. Ở đó đã có thuyền đợi sẵn. Chén nước được đưa lên thuyền, trở ra giữa dòng sông, ngược lên lăng Kinh Dương Vương, nơi nước trong sạch. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nó oải. Bây giờ nếu mà đã đòi ra đây rồi thì nấu luôn. Mày mất tích nhìn con tao. Bàn phù châu nguyên thanh hoàng tôn thần bàn cảnh nương cai xa lãnh tụ tổ chi thần quá đỉnh cao luôn đi từ trung ương con toàn thể nhân dân hai rơi các ngã khu của mở tiệc hội dược cung thỉnh chư thanh Phật tiền diệu hành đoạn khúc sông sông đuông từ bé bay bên cầu hồ bên tại kinh đền kinh dương vương và cập mà các chư chúng sinh hữu thịnh cung thịnh chư đại thành thần vương bà thế ca mâu ni phật sa bà thế tới tam giới đạo sư tứ sinh tử bồ nhân tiên giáo chủ tiên lê ngư hóa tâm bạn dự tướng thế ca mâu. Đoàn pháp sư làm lễ xong dùng gáo múc nước đưa ông chủ tế đổ đầy vào chóe, thả chim cá phóng sinh rồi lại đặt chóe lên kiệu rước quay trở lại bờ. Khi thuyền vào đến bờ, tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng nhạc rộn rã, tiếng hò reo náo nhiệt của nhân dân vang động cả một vùng trời. Thank you.
phất mấy hạt mưa xuân, thắm thêm đào phai nở buồn, hồng thêm đôi má chị hai. Lắc rắc mấy hạt mưa bay, làng em tưng bừng bờ hồi, mời anh chảy hội làng em. Làng em bên con sông cầu lỡ thơ nước chảy, làng em tháng riêng đến hội gái trai nô nức, ước hẹn tìm duyên. Chị hai xinh, chị đứng bên đình, nghiêng nghiêng vành nón mái đình nghiêng theo. Anh hai bước xuống thuyền rồng, ca câu quan họ rằng người ngoan ơi, ca câu quan họ chọn tình thương ai. Lật phất mấy hạt mưa xuân, thắm thêm đào phai nở buồn, hồng thêm đôi má chị hai. Lắc rắc mấy hạt mưa bay, làng em tưng bừng bờ hồi, mời anh chảy hội làng em. Làng em bên con sông cầu lỡ thơ nước chảy, làng em tháng riêng đến hội gái trai nô nức, ước hẹn tìm duyên. Chị hai xinh, chị đứng bên đình, nghiêng nghiêng vành nón mái đình nghiêng theo. Anh hai bước xuống thuyền rồng, ca câu quan họ rằng người ngoan ơi, ca câu quan họ chọn tình thương ai. Lật phất vẫn hạt mưa xuân, chị hai hát câu ra bàn, buồn trong câu hát người đi. Lạc sắc ngư hử mưa bay, anh mong hồi xuân năm tới, anh xin được gọi là hồi làng ta. Anh mong hồi xuân năm tới, anh xin được gọi là hồi làng ta. Thank you.
để cho đoàn rước của chúng ta ở tiến vào trong đình được thuận tiện ạ. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thành đỉnh lễ tạ lễ thần.
Thank you.
xưa nhật là thức tha thì trần thì giới chúng niệm là hiếu nhân xưa bất nhân là bất nhân ức nhân khai tổng là đây trong Thưa quý vị và các bạn, việc duy trì và tổ chức lễ hội hàng năm ngoài các yếu tố tâm linh thì lễ hội còn là một hình thức sinh hoạt văn hóa đặc sắc, là nơi hội tụ của mọi người dân, là dịp để con người thể hiện tính thân thiện, tìm được giá trị truyền thống, giá trị cộng đồng. Lễ hội làng Tú Tháp đã trở thành nơi tập trung tư tưởng, tâm lý của cả thôn, bao gồm lòng thành kính với những bậc có công với làng, với nước, với ý thức cộng đồng, nguyện vọng, ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hội đình làng như mạch nước ngầm xuyên thời gian, bừng chảy, tràn trề trong đời sống vật chất, tinh thần và tâm linh của người Việt. Hội làng được tổ chức thật vui, thật đầm ấm, tình nghĩa xóm làng. Điều đó thể hiện qua những khâu chuẩn bị cho đến khi nối tiếc lúc tan hội. Có xem hội làng mới cảm nhận hết ý nghĩa và lòng tự hào dân tộc với một truyền thống vàng son. Một mùa lễ hội mới đã về trên khắp nẻo làng quê Việt Nam. Chúng ta mong rằng hội làng vẫn giữ nguyên sức cuốn hút hấp dẫn của nó, bởi hội làng là tinh hoa văn hóa Việt Nam, là chìa khóa vĩnh cửu, một sự đảm bảo chắc chắn góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Hội đã tan rồi, chia tay bên dòng sông.